chào tất cả các bạn đến với kênh Duy Khánh TV. Trước tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã đăng ký kênh. Chúc tất cả các bạn ngày mới gặp nhiều niềm vui và tràn đầy may mắn. Mình giờ xà lan mình thì mình đậu giữa cái đập các bạn ơi, mình không lên bờ được, không có quay tổng quan cho các bạn xem. Sáng giờ thì mình cũng dọn bi bồ đồ xong hết rồi. Từ ngang qua đó mình sẽ đắp một cái bờ kiên cố từ đó qua bên kia luôn nha các bạn, đắp thẳng bển luôn. Mình chuyển đất ra ngoài rất là nhiều nhưng mà mình không biết sao đất nó mất tiêu hết trơn các bạn ơi. Hồi xưa ngay chỗ cái chân dịch của bạn trồng mương sâu dữ lắm, mình đã phả đi hết rồi. Phả xuống cho nó cạn bớt á. Có thể thiếu đất rất là nhiều rồi. Video mình thì mình làm video mình chia sẻ kinh nghiệm nha các bạn. Cái cách làm rồi cái cuộc sống của mình á, mình chia sẻ mình dành cho những bạn tài xế mới vào nghề, rồi những anh chủ xe cũng mới làm xe, còn những bạn tài xế rồi những bạn chủ xe mà làm lâu á, các bạn xem video mình cho vui vẻ thôi ha. Giờ chiều rồi, giờ 5 giờ mấy 6 giờ chiều rồi các bạn ơi. Thì có thể mai này mình sẽ dời cục đất đó ra ngoài bát gần ngoài kia, gần ra ngoài á, gần ra cái chỗ bi bồ của mình á, mình đang quăng ra đó. Đó quăng từ từ quá, chứ mình quăng nhiều quá thì cái dàn cây ngoài đó sẽ bung ra ngoài kia luôn các bạn ơi. Cái hàng mắm ngoài mình giữ luôn á, giữ hàng mắm luôn cho 5-7 năm sau cái hàng mắm đó mọc ra rồi sẽ chịu cái chân bờ lại. Có thể thiếu đất rất là nhiều rồi, mình có thể mình dời cái bờ này ra nè, cái bờ này nè, dời tới trong đây luôn. Giờ nước cũng còn nhiều, mình tạm thời mình giữ nước để cho mình dời ngay chỗ cái đất trước mặt các bạn á. Đất đó thì chỗ đó nó nhão mềm dữ lắm, mình xả nước cạn mình kéo không nổi. Rồi trong đây đất cứng nè, đất cứng là mình xả nước cạn là mình kéo lết được. Khi mà mình làm xà lan cũng giống như là mình làm bộ các bạn ơi. Đất mà cũng có nhão lầy nữa, đất cứng thì mình kéo khỏe xe lắm, còn đất lầy mình kéo nặng dữ lắm. Tại mình bấm gào không được á, mình bấm gào cái nó mềm xèo à, rồi nó cứ chạy tới mũi bà không à. Còn khi mà đất cứng á thì mình kéo tới mình bấm được vô cái trước mặt mình rồi đó, là mình kéo cái phà mình đi te te luôn á các bạn. Cái bờ này mình giờ đi luôn nè, giờ hết mình đổ ra ngoài này hết luôn. Công chuyện cũng còn nhiều lắm các bạn. Ở phía trong đó mình đã quăng đất có cái chân sẵn rồi đó các bạn. Ngay chỗ này là hồi xưa có cái bờ cũ, giờ mình sẽ giữ cái chân bờ này lại. Như mình chừa cái chân bờ cũ lại á, đặng sau này mình có thể mình đắp cao lên được. Mình sợ vô sát mí chân bờ đó, đặng tại cái chân bờ cũ này nó bự dữ lắm. Mình không có lấn vô sâu quá, lấn vô sâu quá cái chân bờ cũ này nó mất cái chân nè các bạn. Rồi vì chủ nhà tốn thêm cây đặng xịa nữa, tại vì mình lấn vô sâu quá mình đâu có đất đâu mà mình đắp cho cao được. Nhiều quá các bạn ơi, giờ mình bơi đẳng mình xả nước ra bớt mới được. Nhiều làm lắc quá. Mình đã để sẵn một cái đường để mình ra vô rồi, mình chưa có cầm cây đường đó.
mình còn đi tới đi lui nữa, mua dầu mỡ nữa, nên giờ mình bơi lại chỗ đó đó, mình xả nước ra bớt. Mấy bữa nay ngày nào cũng mưa mà mưa lớn không các bạn ơi, nên nước dữ không đây rất là nhiều. Hôm qua mình đã cầm cây và bơi bò hết rồi, nước nhiều thì mình cầm rất là dễ, nên cái lúc mà mình chèn đất vô mà một cái đống đất chỗ cái đường mương á, nước nhiều mình mới dễ cầm cây. Rồi giờ mình đã quăng đất vô sát bơi bò hết rồi, bây giờ mình xả nước ra sẵn, mình chèn đất dời ra cho nó dễ, chứ giờ nước nhiều quá làm nó trao xà lan mình lấp, rồi làm vậy nó hơi hay hao giờ cho dì chú nhà. Ở ngoài nước cũng đang ròng á. Chỗ này thì mình khi mà mình mua dầu xong á, mình vô á là có thể mình cắm cây rồi mình sẽ chèn đất ở đây hết luôn các bạn, nữa là mình ra đường khác á. Đằng kia có cái cống nữa mà mình xả này mình thấy tiện lợi hơn, xả cống rồi giật dán đồ khó khăn lắm. Nhiều quá ra ngoài có thể nó sập cây xuống luôn á. Quan trọng phía trong này nè, trong này mình chắc cao thôi, còn ngoài đó mình chắc làm cái chân thôi. Cặp mé mé nè, đất cứng là mình bấm nó đất cứng cặp mé bờ hết à, đang cho nó chịu chân lại á. Còn phía trong đó thì mình đổ đất sình vô, như cặp mấy chỗ này là mình cặm cây hết nè, cái cặp đường này nè mình cặm cây với lại bê bồ giống như ngoài kia vậy đó.
giờ thì mình sẽ tập trung đất mình chèn ra ngoài mé sông Mò Mái. Mò Mái giờ cũng đang thiếu đất rất là nhiều các bạn ơi. Có mấy bạn mà comment mình ở dưới có hỏi mình miếng đất này chừng nào xong, thì hôm nay mình làm cũng được cỡ hai mấy ngày rồi quá, mà mình thấy cũng ra mô hình rồi các bạn, mới ra mô hình nữa các bạn ơi, vẫn chưa xong. Tại vì cái lúc trước thì miếng cái đập này nè không có bờ cổ gì hết á, hiện tại giờ mình chỉ dời đất ra mình đắp cái bờ ở ngoài thôi, còn bên trong là mình vẫn chưa rớ tới nó luôn. Bên trong thí dụ như ngay chỗ xà lan mình đang đứng ở chỗ này mình sẽ đắp một cái bờ ra ngoài luôn nè, rồi ở phía trước của các bạn á là mình sẽ đắp một cái bờ ngang đó luôn. Nhưng mà bây giờ hiện tại giờ mình lấy đất khô ngay chỗ cái bờ đó mình sẽ chèn ra ngoài này luôn, rồi sau này á mình sẽ móc ở cặp ở chỗ đó móc một cái đường mương bề ngang chừng 4m rồi đó, rồi mình sẽ quăng lên là cái bờ khác. Tại giờ hiện tại bây giờ cái chỗ này nè bây giờ nó vướng tùm lum hết đó, mà mình không thể nào chừa hai cái bờ này lại được, thì mình đang cần đất chèn ra ngoài kia, mà bây giờ mình chừa bờ đi rồi xà lan mà nó vướng mà đâu có chèn gì được đâu. Xà lan mình thì chiều dài tới 12m rưỡi nên mình chừa không được, mình làm mình sẽ chở khó lắm. Thì ở trong đây mình làm chắc cũng vài ngày nữa à, thì mình sẽ bỏ cái đập này lại, là mình sẽ có hai cái anh kia kìa mới kêu mình, cũng mấy bạn đã xem mấy video trước của mình đó, mấy bạn có coi rồi mấy bạn sẽ biết, thì hai anh đó cũng ở gần đây nè, thì mình qua đó mình làm chừng nửa tháng gì đó, rồi cái chân bờ chỗ này nè sẽ ráo ráo rồi. Mình chỉ ngắn nhất là cái bờ ngay chỗ trước các bạn á, phía trước các bạn á, cái bờ đó là không có bờ, hồi xưa chỗ đó là nguyên đường mương rất là sâu, nên mình phơi cho chừng mười mấy hai chục ngày vậy đó, cho đất dẻ xuống vậy đó, rồi mình sẽ chắc thêm lớp nữa. Các bạn đón xem mấy video trước của mình á thì các bạn sẽ hiểu rõ về cái miếng đất này nhiều hơn. Mình nói thật với các bạn là khi mình mới vô miếng đất này nè, lúc mình mới đi coi đất anh chỗ đất á, mình không biết anh nằm chỗ nào luôn á, ảnh cứ chỉ luồn tuôn trong lò tổng ở đó. Mình thì trong thời gian làm đó thì ảnh có ra đi tới lui đó, rồi ảnh có chỉ mình anh tới đâu, rồi mình mới từ từ mình mới biết được. Video đầu tiên của mình đó, các bạn thấy là miếng đất này nè như một đám rừng vậy á. Giờ thì mình phá cũng hơi trống trải bớt rồi,